chào tất cả các bạn. Canada, đất nước đa chủng tộc, phồn thịnh và được xếp vào những nước phát triển nhất. Không chỉ thế mà Canada được thu hút bởi sự quyến rũ lãng mạn của lá phong tuyệt đẹp. Bởi thế mà Canada luôn là niềm khao khát của du học sinh đến đây để theo học. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam sẽ đưa các bạn đến một ngôi trường rất là có tiếng tại Canada, đó là trường cao đẳng Algonquin. Vâng, thì trường cao đẳng Algonquin được thành lập vào năm 1967 và là trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất phía Tây Ontario với hơn 18.000 sinh viên, bao gồm sinh viên quốc tế đến từ 70 quốc gia. Trường cung cấp hơn 175 chứng chỉ định hướng về nghề nghiệp, bằng cao đẳng và những chứng chỉ về lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, ngành học về sức khỏe cộng đồng, du lịch và khách sạn, thiết kế và truyền thông, xây dựng và vận tải, vân vân. Thì những chương trình được đề cập trên được thiết kế để đào tạo sinh viên với những kỹ năng cần thiết cho sự định hướng nghề nghiệp, để đạt được thành công với cơ sở vật chất hiện đại thông qua sự chỉ dẫn trong lớp học và kinh nghiệm thực tiễn ở những học viện liên quan. Ngoài ra thì trường cũng cấp bằng đại học liên kết với các trường đại học khác về các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ máy tính, công nghệ thông tin và chăm sóc bệnh nhân. Nếu mà các bạn chọn các chương trình học cao đẳng thì sinh viên sẽ được liên thông lên tất cả các trường đại học đối tác của Algonquin tại Canada hoặc là tại các nước ngoài. Kỳ nhập học của trường cao đẳng Algonquin là vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9. Yêu cầu tuyển sinh của trường là các bạn phải hoàn thành chứng chỉ sau trung học là tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm GPA là 6.0, điểm TOEFL là 550/80 hoặc là điểm IELTS là 6.0, không có kỹ năng nào dưới 5.5. Đối với chương trình đại học thì các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm GPA là 7.0, điểm TOEFL là 580/88 hoặc là điểm IELTS là 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6.0. Đối với chứng chỉ sau đại học thì các bạn cần phải tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng, điểm TOEFL yêu cầu là 580/88 hoặc là điểm IELTS là 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6.0. Còn về phần chi phí thì các bạn vui lòng liên hệ với các tư vấn viên tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 để các bạn có thể được tư vấn cụ thể các bạn nhé. Vâng các bạn ơi, trường cao đẳng Algonquin là một trường cao đẳng nằm trong chương trình mới của chương trình du học Canada Express Study, được viết tắt là CES, là xét visa ưu tiên, không cần chứng minh tài chính. Chương trình này cụ thể như sau. Đó là kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2016, với chương trình này, các bạn học sinh, sinh viên du học Canada sẽ không cần phải chứng minh tài chính khi theo học tại các trường cao đẳng, là thành viên của Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada, được viết tắt là CICAN. Đây là chương trình mới do Tổng lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada cùng với Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada phối hợp thực hiện, nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam có ước muốn theo học tại các trường cao đẳng thành viên Canada. Thì chương trình này để tham gia thì vô cùng đơn giản các bạn nhé. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội có 102 dành cho các bạn đang khao khát được học tập tại đất nước có nền giáo dục được công nhận trên toàn thế giới này. Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada là CACNA, là tổ chức cấp quốc gia được thành lập dựa trên sự tự nguyện của các đơn vị thành viên, đại diện cho khối các trường cao đẳng công lập, các học viện và học viện nghiên cứu tại Canada trên toàn thế giới. Với chương trình CAS được hỗ trợ bởi ngân hàng Scotiabank, tổ chức tài chính đứng đầu tại Canada, và ngân hàng này sẽ cho sinh viên cơ hội sở hữu giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu chứng minh tài chính của chương trình CES. Chương trình này thí điểm sẽ kéo dài là 18 tháng, sau đó thì có thể được gia hạn mở rộng hơn. Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 2, thì chương trình không những ưu tiên cấp xét thị thực nhanh hơn cho các sinh viên, mà thủ tục chứng minh tài chính sẽ nhanh gọn lẹ hơn so với thông thường rất nhiều. Điều kiện để tham gia chương trình này như sau. Các bạn phải được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường thuộc thành viên CICAN. Thêm vào đó thì các bạn cần phải có bằng chứng chỉ chi trả một năm học phí, bao gồm là 2 học kỳ. Ngoài ra thì các bạn cần phải đạt tối thiểu điểm IELTS là 5.0 và không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây. Các bạn còn cần phải mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo trị giá là 10.000 đô la Canada tại ngân hàng Scotiabank để trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada. Các bạn cần phải khám sức khỏe trước khi xin visa tối thiểu là 1 tuần.
nộp hồ sơ xin visa trong vòng 60 ngày trước ngày nhập học các bạn nhé. Và phí ghi danh ở đây là 200 đô la Canada và sẽ không được hoàn lại. Các bạn thân mến, phần trình bày về Canada Express Study là CES xét visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục du học Canada ngày hôm nay. Mọi thắc mắc về chương trình này cũng như là về trường cao đẳng Algonquin thì các bạn vui lòng liên hệ với Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại là 08-3848-4879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai văn phòng khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý với các bạn là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.